bắp bò ngâm xì dầu. Nguyên liệu gồm có bắp bò, tiêu xanh, ớt xiêm, ớt sừng, hoa hồi, thảo quả, quế, tỏi, sả, gừng, tỏi, ớt, gừng thái nát mỏng. Tiêu xanh cắt làm đôi, sả đập dập, cho nước vào nồi, thêm bắp bò, hoa hồi, thảo quả, quế, gừng, sả, tiêu xanh, ớt xiêm, một thìa muối tinh, 30ml xì dầu đặc. Luộc trong vòng khoảng 30 phút, ngâm thêm khoảng 10 phút, vớt ra âu nước lạnh. Tiến hành pha nước xì dầu ngâm bò, 500ml nước nọc, 30ml xì dầu đặc, 30ml xì dầu loãng, 30ml dầu hào, 50g đường, 15ml giấm, tỏi, ớt sừng, gừng, ớt xiêm, tiêu xanh, quấy đều. Cho bắp bò vào nọ, thêm nước xì dầu vào ngâm khoảng 3 giờ ở nhiệt độ bên ngoài, sau đó để tủ mát khoảng 3 ngày là có thể dùng được. Khi ăn, thái nát mỏng, bày ra đĩa, rội một chút xì dầu và thêm tỏi ớt,